cũng là date của đèn Hải Phòng nhưng nay đã có phiên bản ít tiêu hơn và đặc biệt là định lượng nhiều hơn. Đó, mọi người có thể thấy hai mẫu date của mình đây, cái mẫu cũ thì nó chỉ có 150g thôi, còn mẫu mới thì sẽ có định lượng là 170g nha. Ăn thôi nhở. Mình sẽ zoom sát cảnh cho mọi người xem cận chất của cái pate. Trời ơi, mướt mịn chưa? Mình sẽ bóc luôn cái hộp pate bình thường này cho mọi người xem luôn chất của nó như thế nào. Mỗi lần bóc cái này rất là sợ nhá. Sợ nó bắn mặt mình. Về cảm nhận đầu tiên thì cái hộp này nó sẽ dậy mùi tiêu hẳn lên luôn nha mọi người. Cái hộp này ấy, mùi thịt của nó rõ ràng hơn. Không phải chủ yếu là mùi tiêu rồi. À, bây giờ mình sẽ xúc thử cho mọi người xem nhá. Mướt. Đúng là ít tiêu hơn thật, ít cay hơn nha mọi người. Ở đây nó còn nguyên cả cái sợi của thịt ấy mọi người. Với cái này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà không thích ăn cay. Thông thường và dễ ăn nhất thì mọi người hay ăn pate với cả cơm nóng và bánh mì. Mình sẽ ăn với cơm nóng trước nhá. Rồi cho miếng pate vào, xong rồi dầm nó ra. Cơm nóng ăn với pate vẫn là đỉnh cao. Mời đẹp. Có thêm ít thuốc ăn ngon cực kỳ mọi người ạ. Bánh mì ăn đơn giản nhất thì chỉ cần có pate và ruốc cộng thêm với cả tương ớt là đỉnh nhất. Đây mình sẽ cho pate vào trong bánh mì. Rồi phết nó ra, miết nó ra. Cái pate để mọi người cho thì tùy vào khẩu vị, mọi người ăn bao nhiêu thì mọi người cho bấy nhiêu nha. Đó, một lượng vừa đủ thôi, thế này được rồi. Trời ơi, bánh mì pate với ruốc phải gọi là đỉnh cao. Xong rồi mọi người dưới thêm cho mình một lớp tương ớt. Xin mời. Ok là mình sẽ ăn thử nhá. Ui, ngon. Bánh mì pate thì nhất định phải ăn cùng với chỉ chung một tương ớt nha mọi người. Quý vị mặn mặn ngọt ngọt tương ớt đấy, nó quyện với pate và ruốc, trời ơi ngon xuất sắc, ngon quá. Nếu mà ai đã từng ăn bánh mì pate mua tại Hải Phòng rồi ấy thì sẽ thấy là cái pate nó phải 1810 so với cái pate tươi mà mọi người mua. Và đặc biệt là cái pate này mình thấy ăn với ruốc ấy, bánh mì và tương ớt. Nhất định phải có tương ớt này mọi người, nó ngon dã man luôn ý. Tổng kết lại thì nếu ai thích vị cay cay, nồng nồng, dậy mùi thơm của tiêu thì nên chọn cái loại này nha. Còn nếu nhà bạn nào mà có trẻ nhỏ ấy và không thích ăn cay, không thích mùi tiêu thì có thể lựa chọn cái loại bên dưới nha.